Này các bạn, thì mình sẽ xin giới thiệu review cho các bạn xem những mẫu này. Đầu tiên đó là mẫu là xe cảnh sát chở con chó các bạn. Thì chiếc xe này á, thì các bạn dùng 3 viên pin, các bạn lắp ở dưới đất đó, dưới đáy á, rồi các bạn mở nắp cho là ra. Cái bánh xe này là xoay 360 độ nha các bạn. Đó, mình sẽ cho các bạn xem những cái hình hài qua một quận nè, cái hình dáng qua một quận. Nó có một con chó nó ngồi bên cạnh xe công an. Cái mã số là 110 nha các bạn. Đó, có ngoài sau có chữ là public. Thì mẫu mã này thì cũng rất là đẹp các bạn, dễ thương. Nó có công tắc nè, các bạn mở công tắc lên thì xe nó sẽ chạy. Đó, bánh xe xoay 360 độ thì các bạn yên tâm, nó không bao giờ nó gặp chướng ngại vật thì nó sẽ tự động tránh ra chỗ khác. Bánh xe nó xoay, các bạn thấy không? Đó, xung quanh nó có đèn LED rất là đẹp, đèn LED cả cây đằng trước và đằng sau các bạn. Đằng trước á thì nó có một cái đèn gọi, nó giống như xe mình chạy các bạn, nó có một cái đèn gọi sáng đằng trước, chạy tới đâu thì đèn nó sẽ sáng tới đó, các bạn thấy không? Rất là dễ thương, mẫu mã rất là đẹp các bạn. Thì do cái quá trình mà pin nó bị cấm các bạn, thì mình hiện tại thấy những cái mẫu mã này thị trường cửa hàng bán có thì các bạn xem, nếu các bạn có thấy đẹp thì các bạn lấy về bán, còn ba mẹ thấy hay thì mua về chúng ta chơi. Mẫu mã rất là dễ thương các bạn. Thì trước mắt thì mình sẽ review các bạn trên mấy mẫu này, khi mà pin ổn định thì những mẫu mã có đẹp hay ở thị trường thì mình sẽ cố gắng cập nhật bạn xem. Mẫu mã rất là dễ thương nha các bạn. Nó chạy vòng tròn, chạy đụng chúng nhau, cũng không có thì nó có công tắc, nhưng mà thích cái gì cho con nó chơi, còn không thích nó tắt, các tiện lợi gì xài. Cái kích thước của cái sản phẩm này các bạn, kích thước của sản phẩm này thì cái sản phẩm này có kích thước các bạn là cái chiều dài các bạn, chiều dài của cái sản phẩm này là dài nhân rộng nhân cao các bạn là khoảng 20 cm. Đó, nên chiều 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 ngang là 16 và chiều cao là 15 cm nha các bạn. Các bạn hình sản phẩm nhé. Rồi tiếp theo sản phẩm thứ hai mình gửi cho bạn đó là xe cậu bé mà cởi cởi con đi các bạn. Thì mẫu mã này cũng rất là dễ thương nè, các bạn nhìn thấy hình hài sơ bộ qua nè. Cái hàng này là tất cả những hàng này là nằm trong hộp hết các bạn, cứ bạn mua về các bạn tháo hộp ra đó, thì cái đầu ngựa này nó lúc lắc được, dạ cậu bé cũng vậy các bạn. Sản phẩm này cũng dùng 3 viên pin luôn nha các bạn. Nó cũng ốc dặn ở dưới pin á, thì bật công tắc lên thì nó chạy, đèn sau đuôi nè, đằng trước cổ và đằng trước. Thì cái sản phẩm này cái bánh xe nó cũng xoay 360 độ luôn các bạn, nó xoay vòng tròn, đụng vật cản nó tự động tránh ngay đâu khác, đụng tránh ngay đâu khác. Sản phẩm rất là dễ thương nha các bạn, rất là đẹp, đặc biệt là chơi ban đêm, chơi những cái công viên mà ban đêm các bạn, hoặc là đi chơi lễ chứ, chơi lễ là cũng rất là đẹp, dễ thương. Thì các bạn xem những mẫu mã nào mình review các bạn xem đó, cập nhật lại những cửa hàng chơi các bạn đó, thì cũng cảm có các bạn thấy như bán nha. Rồi, và cái mẫu tiếp theo á, các bạn thấy không, nó chạy tới thì nó lắc tròn tròn tới dưới này. Mẫu tiếp theo đó là chạy pin các bạn. Hôm nay mình sẽ xin giới thiệu cho các bạn một cái món đồ chơi, đó là xe người nhện chạy pin. À, cái xe người nhện chạy pin này có cái mã số là NO6608 trừ 2. Rồi ok, thì đầu tiên mình sẽ xin giới thiệu chi tiết về cái sản phẩm này như thế nào. Thì thứ nhất là mình sẽ giới thiệu về kích thước của cái hộp. Đây, mình có cái thước, mình sẽ đo kích thước của cái hộp. Kích thước cái hộp này có cái chiều như thế nào. Thứ nhất là cái chiều dài của cái hộp này là 24 cm nha các bạn. 24 cm. Chiều rộng của cái hộp này là 18 cm nha các bạn. Và cái chiều cao của cái hộp này là, chiều cao của hộp này là 10 cm. Rồi, mình sẽ giới thiệu chi tiết về sản phẩm của cái hộp này như sao. Thì khi các bạn mua về đó, thì các bạn tháo hộp ra, tháo cái hộp sản phẩm ra. Khi chúng ta lấy ra xong á thì mình sẽ giới thiệu về cái kích thước của cái sản phẩm. Cái kích thước của cái sản phẩm này á, nó có kích thước như thế nào? Chiều dài của kích thước sản phẩm này là 18 cm. Và cái bề rộng của cái sản phẩm
10 cm nha các bạn, 10 cm ha. Cái chiều cao của sản phẩm này có chiều cao là 14 cm. Ok các bạn hình dung được sản phẩm chứ. Thì mình sẽ giới thiệu cho cách chơi. Khi các bạn mua về á thì các bạn, thứ nhất là cái nắp pin này các bạn tháo ra nè để khi nó có bánh xe này nó chạy. Thứ hai á là các bạn phải tháo nắp pin này ra. Thường á thì sản phẩm nó có ốc, chúng ta chuẩn bị ốc dạng ốc, nhưng sản phẩm này không có ốc. Các bạn tháo pin này ra. Các bạn cái này dùng bao pin hóa nha, cái này nè. Các bạn lắp bao pin vô. Các đúng chuyện các bạn, chỉ đích lập hay là kho, đích pin là cái lò kho. Thì các bạn mở tắt lên, sản phẩm có nhạc, tiếng xe chạy, người nhận rất đẹp. Ok đó. Cái đầu người nhận này có thể lắc qua lắc lại được, xoay qua xoay lại được các bạn, xoay qua xoay lại được. Ok đó. Thì các bạn mở ra cái sản phẩm này á, thì nó chạy á, gặp chướng ngại vật là nó sẽ tự động nó chạy chạy ra, nó không, nó tự động nó chạy ra, nó không đứng lại đó. Chạy rồi đó. Đụng mình nó chạy ra, đụng nó chạy khác. Các bạn sản phẩm rất là đẹp. Nắp pin chúng ta hai pin. Rồi ok. Vậy là mình đã giới thiệu xong về cái sản phẩm người nhện chạy pin. Ok, cảm ơn các bạn đã xem video. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong một video tiếp theo. Xin cảm ơn rất nhiều.